tính ra giờ áp xem đây anh em ạ. Đây là phiên bản AT số tự động, nhưng mà nó là bản tiêu chuẩn anh em nhé, không phải bản full đâu. Nó chưa có cửa nóc, chưa có cruise control, chưa có đèn led, chưa có la răng xịn hơn không. Đây là cái phiên bản này là có thể coi là phiên bản tiêu chuẩn, nhưng mà anh em lại chạy nhiều nhất, mua nhiều nhất, tại vì nói thật là giá nó hợp lý, option nó cũng tương đối là ok. Như con này niêm yết là 505, nhưng mà thời điểm này anh em lấy thì giảm nhiều lắm, giảm đâu đó khoảng hơn 40 triệu này. Xong lại đi đăng ký thì hỗ trợ được 50% lệ phí trước bạ. Tôi nhẩm sơ sơ thì nếu mà lăn bánh ấy, nó dưới 500. Dưới 500 triệu anh em có một chiếc Accent như thế này, mới tinh 100% 2023. Option thì gọi là miên man luôn, tí nữa em cùng tìm hiểu nhá. Và đây tôi tin là một trong những sự lựa chọn này. Nếu mà anh em nào đang mua xe đi xe hạng A này, đổi một cái mới này, hoặc là mua xe lần đầu cho gia đình 4-5 người thì đây sẽ là sự chọn cực kỳ ok trong cái tầm tiền 500 quay đầu nếu anh em ở tỉnh. Còn ở Hà Nội thì dĩ nhiên phải hơn 500 một chút, đâu đó khoảng 520. Đây, đây là chiếc Accent 2023. Phải nói là thiết kế thì rất là thể thao, đẹp. Đấy. Mặt ca lăng này, mạ miếng các thứ đầy đủ hết. 1 bi này, 2 bi này, đèn mở rộng góc chiếu này, xi nhan này, nói chung là chẳng thiếu gì cả. Nhưng mà anh em lưu ý cái bi này là bi halogen này, tức là nó vẫn cho ánh sáng màu vàng. Nhưng mà nó có cái bi thì nó sẽ tập trung quầng sáng tốt hơn, nó có cái vệt cắt nó đẹp hơn. Còn nếu anh em muốn nét căng hơn thì bỏ cái nhân halogen này đi. Ném vào đây khoảng 2 củ, chúng ta có cái nhân led cái là nó sáng trắng hết luôn. Dưới nắp máy này là động cơ 1.4 nhá, số 6 cấp. Nói chung với cái động cơ này thì anh em sẽ không thể nào mượt bốc giống như là máy 1.6 rồi là 2.0, nhưng mà nó thoải mái cho nhu cầu sử dụng. Bên hông này là răng đúc. Anh em nào thích đẹp hơn thì có thể phay ông sơn nhá thì ok hơn. Gương chỉnh điện, cụp điện này, chìa khóa thông minh các thứ đầy đủ hết. Và anh em nhìn cái vóc dáng này, đấy, hạng B, nói gì thì nói thì nó vẫn rất là cân đối đúng không? Rất là cân đối luôn, đặc biệt cái phần cốp các thứ này. Đây, anh em lại đây mà xem này, nó rất là rộng. Trước khi mở cốp thì anh em ngó qua này, tất cả đèn này là halogen hết thôi, nhưng mà người ta làm thiết kế nhìn như kiểu là đèn led ấy. Đấy, đi tường xa nhìn tối các thứ rất là đẹp. Cảm biến lùi, cảm biến sau các thứ đầy đủ hết này. Camera lùi có hết. Còn đây là phần cốp này. Anh em nhìn với cái cốp này nó phải nói là mênh mông cho chúng ta để đồ, lốp dự phòng, dụng cụ sửa chữa hết ở dưới. Cái cốp này thì đúng là sedan mà, bao giờ cốp nó cũng rất là rộng. Với một chiếc xe này nếu mà anh em ngày thường mà mình di chuyển đi làm những cái thành phố, xong cuối tuần mình về quê các thứ thì mình nghĩ là quá ok. Cái cốp này chúng ta để đồ cực kỳ thoải mái luôn. Như con này, con số này thì nó phải nói là số hoàn hảo thôi. Anh em cứ xác định nhá, là chạy trong thành phố thì đâu đó khoảng tầm 9 lít thế cho thoải mái. Còn anh em ra cao tốc thì rất là ít thôi, chỉ có loanh quanh hơn 5 lít một chút thôi. Rồi, anh em chúng ta vào trong khoang nội thất đi, xem con này có gì hay không nhá. Đây là cái hàng ghế thứ hai này. Thì con này nó là cái bản tiêu chuẩn đấy anh em ạ. Nên là cái ghế nó sẽ là ghế nỉ. Đấy, ghế này là ghế nỉ. Và chắc chắn là anh em phải tốn tiền vào chỗ này rồi. Đâu đó khoảng 4-5 củ ghế. Còn anh em nào thích tặng thì cứ alo trực tiếp với tôi, biết đâu tôi lại tặng được không. Hàng ghế sau thì mình cũng sẽ có cửa gió điều hòa, có cổng sạc các thứ đầy đủ. Có cái cửa gió điều hòa này thì chắc chắn là anh em ngồi sau ấy, nó thoáng hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà đây tôi nghĩ đây là một điểm trừ này. Đấy là cái việc mà cái trần, anh em thấy không? Tôi chỉ cao có khoảng 1m7 thôi, nhưng mà khi tôi ngồi trần nó đã như thế này rồi. Thì anh em nào 1m75 thì tôi nghĩ là nó sẽ kịch lên này đấy, chứ nó không quá thoải mái đâu. Đây tôi có thể coi là một cái điểm trừ nhỏ nhỏ đấy không? Anh em chúng ta lên khoang cabin đi xem có gì hay hay nhá. Còn đây đây, khoang cabin vẫn là cái tông màu đen pha kem thôi. Nếu mà mình nhìn quen quen đi thì nó cũng ok mà. Đó, sáng sủa sạch sẽ. Rồi. Start top khởi động thông minh, màn hình giải trí rất là đẹp. Phải nói là màn hình này thì quá ok. Nhưng mà không thể nào so màn Android được. Anh em thì muốn thêm tính năng giải trí thì rõ ràng là mình phải đầu tư thêm một chút ít rồi. Còn nếu không thì anh em có thể sử dụng Apple CarPlay cũng như là Android Auto, nó phản chiếu cái điện thoại lên đây. Nhưng mà xem giải trí các thứ thì rõ ràng không thể sướng bằng. Lui xuống phía dưới nhá, nó là sẽ là cái hệ thống điều hòa. Nhưng mà điều hòa này là điều hòa kiểu chỉnh cơ đấy, vẫn là nút vặn. Anh em lên phiên bản cao hơn là phiên bản đặc biệt ấy, thì mình có thêm cái điều hòa tự động, nhìn nó cũng ok hơn, hoạt động và nó giữ được cái nhiệt độ nó cũng ok hơn. Đồng thời là theo quan điểm của tôi thì nó cũng sẽ giúp anh em tiết kiệm nhiên liệu hơn so với cái điều hòa chỉnh cơ này. Đó. Phía dưới này mình có cần số để học để đồ để kệ tì tay này, phanh chắc chắn là phanh cơ rồi. Tầm này mà phanh tay điện tử thì có mà phá ra chi tử mất nha. Còn đây, đây là cái vị trí của người lái thì anh em tập trung vào đây, cái màn hình phía sau vô lăng này, phải nói là rất là đẹp. Đó. Màn hình kỹ thuật số nhá, digital. Đấy, đây là một trong những cái điểm cực kỳ là ăn tiền. Cái vô lăng này này, anh em lưu ý này, cái vô lăng này anh rất thích. Vô lăng này là bọc da nhá. Đấy, vô lăng này là bọc da. Và ở trên này thì chúng ta có các nút điều khiển chuyển kênh chuyển bài. Nhưng mà anh em lưu ý là đây là phiên bản tiêu chuẩn với cái tầm tiền nó rất là hợp lý. Tính ra đâu đó chưa tới 500 lăn bánh mà anh em vẫn còn được tặng kèm dán phim cách nhiệt này, trải sàn da này, bọc vô lăng. Anh em chỉ cần đọc bát nghĩa ô tô đây, gói đó mặc định tặng cho anh em luôn. Anh em nào trả thẳng thì
can thiệp tặng cho anh em thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ đi cho thoải mái, còn trả góp thì chắc là sẽ không được đâu, tại vì tầm này tôi cũng nói luôn là đại lý đang cần tiền tươi lắm, cần tiền mặt lắm, nên là anh em cứ phun hết tiền phát thì sẽ có khuyến mại tốt hơn rất là nhiều. Kể cả là anh em có nhu cầu mua trả góp ấy, mà nhà có sẵn tiền, anh em cứ phun tiền vào cho tôi, xong rồi ra hết giấy tờ hồ sơ xong xuôi các thứ vào tên, anh em lúc đấy đăng ký trả góp xong, được không? Bản này là bản tiêu chuẩn, giá rất là ok, nhưng mà chúng ta sẽ phải cắt bớt một số các option, nó lệch so với cái bản cao nhất là khoảng 40-50 triệu ở đấy, thì chúng ta sẽ bị lược bỏ đi những cái sau để anh em cân đối, để tùy vào cái nhu cầu sử dụng này, tầm tiền này, thì anh em lựa cái bản nào cho phù hợp nhé. Bản này nó thua cái bản đặc biệt, thứ nhất là về cái la răng, đó, la răng nó sẽ xấu hơn. Thứ hai, trong này nó sẽ là cửa sổ trời này, ghế da này, điều hòa tự động này, cruise control này và 6 túi khí. Bản này nó chỉ 2 túi khí thôi, bản kia nó 6 túi khí. Nó sẽ có 2 cái ở đây này, 2 cái ở bên hông chỗ này này. Đấy, và 2 cái nó ở cái cột chỗ này nhá. Đây là những cái trang bị mà không ai muốn dùng đến, nhưng mà khi không may xảy ra việc thì anh em phải biết là cái túi khí nó quan trọng như thế nào. Đó. Thì với cái mức chênh lệch như thế thì anh em thử lựa chọn xem là ừ thì thôi thêm 40-50 lấy cái bản cao hơn, full hơn, hay là anh em có thể lựa chọn bản này hơn. Với cá nhân tôi không thích cửa sổ trời. Điều hòa đối với tôi thì tự động cũng được mà tiêu chuẩn được, mát là được. Đó. Tôi sẽ lựa chọn bản này, 50 triệu đổ xăng đến bao giờ mới hết mà anh em. 50 triệu anh em chắc phải đi được tầm khoảng 2 năm tiền xăng đấy. Nếu là tôi sẽ lựa chọn phiên bản tiêu chuẩn này. Còn nếu anh em thì anh em lựa chọn phiên bản nào? Comment nhá.